Phim Việt chưa qua kiểm duyệt lại đạt giải quốc tế. Phim Việt đã trình chiếu ở nước ngoài nhưng khó khăn trong hành trình về nước. Những vướng mắc nào trong quy trình kiểm duyệt phim tại Việt Nam? Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5. Hãy cắt cái này đi, hãy thay đổi cái nọ. Thế thì còn gì là sáng tạo nghệ thuật? Nó không có dựa trên một cái tiêu chí thật sự là cụ thể và những người làm phim cứ mãi loay hoay như vậy. Những thay đổi nào là cần thiết để phát triển điện ảnh nước nhà? Thưa quý vị, gần đây vụ việc liên quan tới bộ phim Rom đang được dư luận chú ý với nhiều luồng ý kiến khác nhau khi mà một bộ phim Việt giành giải cao tại Liên hoan phim quốc tế dù chưa qua vòng thẩm định trong nước. Rom vi phạm pháp luật khi chưa có giấy phép phổ biến phim, đã tự đăng ký và gửi phim tham dự Liên hoan quốc tế Busan 2019. Sau đó, thông tin nhà sản xuất làm đơn xin rút và ban tổ chức vẫn nhất quyết giữ lại. Cuối cùng thì phim đạt giải. Sự việc dấy lên băn khoăn, nhiều người cho rằng Hội đồng duyệt phim quốc gia đã có những khắt khe nhất định khi kiểm duyệt bộ phim này. Trước đó thì một số bộ phim khác cũng cùng chung số phận khi đã tham gia tranh giải ở nước ngoài nhưng vẫn gian nan trong hành trình về nước. Thông tin bộ phim Rom đạt giải tại Liên hoan phim Busan cùng lúc đón nhận hai luồng cảm xúc. Vui vì một bộ phim Việt đạt giải quốc tế, nhưng buồn bởi song hành cùng giải thưởng là một quyết định xử phạt vì Rom chưa hoàn thành các thủ tục kiểm duyệt, cấp phép trong nước đã vội mang đi thi. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, người chứng kiến quá trình sản xuất của phim Rom những ngày qua, chất chứa nhiều tâm tư. Bởi không chỉ Rom mà trước đây, một số bộ phim khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi giành giải quốc tế mà vẫn loay hoay tìm đường về nước. Trong luật điện ảnh của chúng ta không quy định chi tiết những thứ mà chúng ta không được làm. Có rất nhiều các khái niệm nó được mô tả một cách quá rộng và nó cũng không được định nghĩa một cách cụ thể. Những thứ như thuần phong mỹ tục, những thứ như cảnh nhạy cảm, thì tất cả những thứ như vậy nó sẽ gây khó khăn cho người sáng tác. Chính họ cũng không biết đâu là cái biên giới mà họ phải dừng lại, đâu là điều mà họ bị cấm. Cùng tâm tư này, đạo diễn Đào Thanh Hưng cho rằng không chỉ riêng Rom mà nhiều bộ phim Việt Nam cũng rơi vào hoàn cảnh phải chỉnh sửa nhiều lần, kéo dài tới hàng tháng trời như phim Thất Sơn Tâm Linh. Tôi cho rằng là cục điện ảnh hay là những cái người nhà kiểm duyệt ấy, nhiều khi cũng là những con người, họ có những cái cảm tính và họ dựa trên những cái thứ rất là mông lung như thế và họ đánh giá, cộng với cả cái việc là họ phải làm sao cho đúng cái đường lối chủ trương của nhà nước, cho nên là cái việc kiểm duyệt nó càng ngày nó càng khó khăn hơn đối với cả những cái nhà làm phim, nhất là những cái nhà làm phim độc lập hay là những cái nhà làm phim mà có những cái tư tưởng nó mang tính đột phá hay là tư tưởng hơi khác lạ đối với xã hội. Để mong muốn có những nhận định công tâm nhất trong việc thẩm định Rom, rapper Wawi, nghệ sĩ đóng góp phần nhạc nền của phim đã gửi một bức thư bằng video tới Thủ tướng trên kênh YouTube của mình. Con yêu Việt Nam và luôn muốn làm điều tốt đẹp vinh quang cho đất nước. Chiến thắng là chiến thắng, sự thật là sự thật, không thể tiêu hủy. Xin đừng kéo dài thời gian luật lệ. Đừng nói ý chung chung xa vời. Đừng áp đặt từ ngữ tiêu cực chính trị đến Rom. Hãy cho chúng con, Rom và những khán giả Việt một cơ hội. Tại buổi họp về dự thảo luật điện ảnh trong tháng 8 vừa qua, một số góp ý đã được đưa ra về việc thành lập thêm hội đồng thẩm định phim chuyên biệt, không kiêm nhiệm như hiện nay. Đề xuất thành lập thêm bộ máy giúp việc cho hội đồng thẩm định phim quốc gia cũng là một trong những phương án được nhắc đến. Vậy hiện nay, quy trình duyệt phim ở Việt Nam và thế giới đang khác biệt như thế nào? Có thể thấy là tại nhiều nước trên thế giới, ngành điện ảnh thành lập nhiều hội đồng kiểm duyệt phim song song, hoạt động độc lập. Sau khi kiểm duyệt qua các đơn vị này, phim sẽ được chuyển cho đơn vị cao nhất thực hiện công tác hậu kiểm. Còn tại Việt Nam, việc thẩm định và cấp phép phổ biến phim do Cục Điện ảnh, Hội đồng Duyệt phim Quốc gia tiến hành. Từ năm 2010 cho phép một số địa phương thẩm định, phổ biến phim nhưng mới là phân cấp quản lý, người làm phim chưa được lựa chọn đơn vị kiểm duyệt. Trong công văn góp ý gửi cơ quan soạn thảo dự thảo luật điện ảnh sửa đổi, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã nêu hai vấn đề bất cập trong duyệt phim hiện nay, đó là độc quyền về kiểm duyệt. Luật điện ảnh trước quy định việc thẩm định và cấp phép phổ biến phim chỉ duy nhất do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh, Hội đồng Thẩm định Quốc gia tiến hành. Theo đơn vị này, thì việc thẩm định phim của hội đồng độc quyền rất tốn kém chi phí, sẽ kìm hãm sự phát triển của điện ảnh Việt Nam và cơ hội được xem phim của khán giả. VCCI đã đề nghị cơ quan soạn thảo mạnh dạn đổi mới cơ chế kiểm duyệt phim. Và phóng viên của chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với đại diện VCCI để có thêm thông tin chi tiết. Vừa qua thì VCCI có đưa ra những đề xuất trong việc là xóa bỏ cơ chế độc quyền trong việc kiểm định phim. Thì những đề xuất đấy là như thế nào ạ? Chúng tôi đề xuất rằng là sẽ có nhiều đơn vị có quyền thẩm định một bộ phim được phép phát hành ở rạp.
và nhà nước sẽ làm nhiệm vụ là cấp phép cho những cái đơn vị này, hướng dẫn nghiệp vụ cho những đơn vị này, và trong trường hợp mà nếu như đơn vị này cùng với cả nhà phát hành phim mà đưa một bộ phim ra rạp mà có vấn đề gì đó thì nhà nước xử phạt thật nặng. Có ý kiến cho rằng thì hiện nay khâu kiểm duyệt phim đang có sự phân biệt giữa phim nội và phim ngoại. Cụ thể thì phim nội bị kiểm tra một cách gắt gao và kỹ lưỡng hơn so với phim ngoại. Ý kiến của ông như thế nào về vấn đề này ạ? Xét về mặt quy định pháp luật thì không hề có một cái sự phân biệt đối xử giữa phim nội và phim ngoại. Tuy nhiên đấy là trên quy định của pháp luật. Đứng ở vị trí của hội đồng thẩm định, hội đồng thẩm định rất dễ dàng yêu cầu của nhà làm phim trong nước phải chỉnh sửa. Thậm chí đã có lần hội đồng thẩm định yêu cầu nhà làm phim phải quay lại một cảnh và nhà làm phim phải chấp nhận cái việc đó. Nhưng phim nước ngoài thì hội đồng thẩm định chỉ có duy nhất một cách, một là cắt, hai là không cho chiếu. Dẫn đến là kết quả đầu ra rằng rất nhiều người có một cái nhận xét rằng là phim trong nước đang bị kiểm duyệt gắt gao hơn so với phim nước ngoài. Như chúng ta cũng đã biết là phim Dòm vừa qua thì cũng được Liên hoan phim Busan trao một giải thưởng rất là quan trọng. Tuy nhiên quay trở lại câu chuyện ở trong nước thì lại đang gặp khó khăn trong việc kiểm duyệt phim. Ý kiến của ông như thế nào về vụ việc này ạ? Thực tế tôi cho rằng phim Dòm đang bị cái cơ chế kiểm duyệt tương đối là chặt mà nó không đáng bị như vậy. Chúng ta có thể xem cái văn bản kết luận kiểm duyệt của hội đồng thẩm định đó, rằng là bộ phim có những yếu tố phản ánh mặt trái của xã hội. Mà chúng tôi cho rằng là những cái bộ phim phản ánh yếu tố mặt trái của xã hội cũng không có vấn đề gì mà chúng ta phải kiểm duyệt, cắt bỏ những cái chi tiết đó cả. Lát là đưa số điện thoại cho. Không phải chứ vui không? Vui, đúng vui. Theo tôi thì cái tiêu chí kiểm duyệt có lẽ Việt Nam cũng chỉ nên dừng lại ở những cái từ rất rõ ràng, ví dụ như là khiêu dâm, bạo lực, thù địch. Đấy là những cái yếu tố chúng ta có thể cắt bỏ và yếu tố dùng để loại trừ một bộ phim ra khỏi chiếu ở rạp. Còn những cái sự tưởng tượng cũng như là những cái câu chuyện của đạo diễn hay là những cái sự phản ánh xã hội thì có lẽ là nên để một cái cơ chế nó linh hoạt hơn. Và chính cái hoạt động đầy rủi ro của cái khâu thẩm định phim này đang ngăn cả cái dòng tiền của xã hội đầu tư vào hoạt động sản xuất phim. Chữa quan mặt mũi gia đình dòng họ là để đâu con? Cơ chế kiểm duyệt phim tại Việt Nam đang là rào cản lớn cho các nhà làm phim và phát hành phim trong nước. Đề xuất thành lập thêm một hội đồng kiểm duyệt phim quốc gia khu vực phía Nam đặt tại thành phố Hồ Chí Minh đang tạo nên sự tranh luận sôi nổi trong giới điện ảnh. Bởi chỉ có thể tháo gỡ độc quyền cũng như là tạo sự thông thoáng, nhưng mà cụ thể, song phẳng trong kiểm duyệt thì phim Việt mới có thể truyền tải tới khán giả được nguyên vẹn và đa sắc màu hơn. Theo luật điện ảnh, việc thẩm định và cấp phép phổ biến phim thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch do Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim truyện phụ trách với 11 thành viên. Tất cả phim điện ảnh ra rạp mỗi năm với khoảng 200 phim ngoại, 40 phim nội đều phải qua hội đồng này. Chưa kể, chính hội đồng duyệt cũng bị quá tải với lượng phim cần duyệt lớn. Mình không có cái quy chế rõ ràng trong cái duyệt phim thì làm cho hội đồng cũng rất khó làm việc, và cả những người làm phim họ cũng khó biết cái mức độ như thế nào mà để họ được phép hoặc không được phép. Đề xuất thành lập thêm một hội đồng duyệt phim phía Nam nhận được nhiều sự tán đồng của giới làm phim. Đây là cách vừa phá vỡ sự độc quyền kiểm duyệt, vừa đa dạng các đánh giá, nhất là với thị trường thành phố Hồ Chí Minh, nơi chiếm lĩnh các phòng vé cũng như đặc trụ sở hoạt động của hầu hết các đoàn làm phim tư nhân. Cái thị trường điện ảnh là đa phần tập trung ở phía Nam. Như vậy thì cái việc kiểm duyệt nó sẽ linh hoạt hơn. Thứ nhất là về nội dung, thứ hai là về thời gian. Và cái thứ ba nó cũng sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều về kinh phí. Cho nên tôi rất ủng hộ cho đề xuất này. Cái mong muốn lớn nhất của Quân đó chính là việc làm sao mà mình có những cái hướng dẫn cụ thể hơn và các anh em ở trong ngành hỗ trợ nhau tốt hơn, để mà cái việc mà làm phim á nó không có bị gò bó nữa, mà chúng ta có một cái định hướng cụ thể rõ ràng. Hội đồng kiểm duyệt không phải là ông kẻ và cầm kéo cắt, không phải, mà chúng ta phải biến hội đồng kiểm duyệt trở thành những cái người tư vấn, hỗ trợ, thúc đẩy và phát triển. Hội đồng kiểm duyệt phim sẽ là những người tư vấn hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh, chất lượng của các bộ phim, đó là mong muốn của các đạo diễn, các nhà sản xuất. Tới đây thì luật điện ảnh sửa đổi sẽ được hoàn thiện. Hy vọng là với những sửa đổi mới trong luật sẽ giúp sức cho các tài năng trẻ của điện ảnh Việt đang trên đà phát triển sẽ thỏa sức sáng tạo để định vị bản đồ thương hiệu điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.